Greetings, our student from Chuvan An Junior High School. Rồi, chào các bạn học sinh khối lớp 8 của trường trung học cơ sở Chuvan An. Thì hôm nay mình sẽ ôn tập một chút về Unit 1 và Unit 2 để chuẩn bị cho các bạn làm bài kiểm tra giữa học kỳ 1. Rồi, đầu tiên mình sẽ đi vào Unit 1, Free Time. Rồi, trong Unit này thì các bạn ôn tập về những cái từ vựng về hobbies, về những cái sở thích của mình. Thứ nhất là mình có chat, fishing, hang out, jogging, jewelry, handball, rock climbing, and board game, knitting, karate, roller skating, sewing, practice, shuttlecock, cycling, table tennis, recipe, prepare, mess, and relax. Rồi, đây là những cái từ vựng của Unit 1. Các bạn ôn tập lại ha. Tiếp theo là ôn tập về những cái động từ thể hiện sự yêu thích. Thì sau những cái động từ như là like, love, prefer, enjoy, hate thì mình sẽ cộng với lại động từ thêm in. Rồi, talk about what you like, prefer, or dislike. Mình sẽ dùng những cái động từ này để nói về những cái việc mà mình thích hơn hoặc là mình không thích ha. Rồi, mình có một số ví dụ. What arts and crafts do you enjoy doing? I like designing jewelry. Do you like playing board games? No, I don't. I prefer playing sport. Rồi, thì các bạn thấy ha, sau enjoy, like, prefer là mình dùng với lại động từ thêm in. Ok. Next one. Rồi, các bạn cần nhớ quy tắc khi thêm in vào động từ. Thứ nhất là nếu động từ kết thúc bằng một phụ âm, sau đó là một chữ y, thì mình phải bỏ chữ y đi và mình thêm in. Nếu như động từ có một âm tiết kết thúc là phụ âm, nguyên âm và phụ âm, thì mình phải nhân đôi phụ âm cuối, sau đó mới thêm in. Ví dụ là mình có từ swim nè, swim chỉ có một âm tiết thôi. Rồi, tận cùng là phụ âm, W, nguyên âm, E, I và phụ âm em. Thì mình sẽ gấp đôi phụ âm em là swimming. Tiếp theo là động từ một âm tiết kết thúc bằng phụ âm, nguyên âm, phụ âm, nhưng phụ âm cuối là W nè, X nè, Y nè, thì mình không cần gấp đôi phụ âm cuối ha, mình chỉ cần thêm in thôi. Ví dụ như từ play, play thì mình có một âm, thì mình có phụ âm L, nguyên âm A và phụ âm Y, nhưng do phụ âm cuối là Y cho nên là mình sẽ không gấp đôi lên, mình chỉ thêm in thôi. Tiếp theo là mình sẽ ôn tập về present simple for future meaning, sử dụng thì hiện tại đơn cho cái nghĩa tương lai. Rồi, we can use present simple for future meaning to talk about a set schedule. Mình sẽ dùng thì hiện tại đơn với nghĩa tương lai để nói về một cái lịch trình cố định, a set schedule ha. We often do this by saying the day or time of the scheduled activity. Mình thường sử dụng khi nói về những cái ngày nè, hoặc là những cái thời gian cụ thể của những cái việc đã lên lịch rồi. Ví dụ, I have soccer practice at 7 tonight. Và lúc 7 giờ tối nay thì mình có một cái buổi tập bóng đá. She has badminton practice at 9 a.m. tomorrow. Vào 9 giờ sáng mai thì cô ấy có một cái buổi tập cầu lông. Rồi, nhớ ha là mình sẽ sử dụng thì hiện tại đơn cho cái nghĩa tương lai để nói về những cái lịch trình cố định. Tiếp theo là mình sẽ ôn về những cái prepositions of time, giới từ thời gian. Đầu tiên thì mình sẽ ôn về ba cái giới từ là in, on, and, ba cái giới từ mình đã học ở năm lớp 7.
Đầu tiên là at, mình sẽ sử dụng cho những cái thời điểm hoặc là những cái giờ như là at 5 p.m, at noon, at night. Ngoài ra thì mình còn sử dụng at cho kỳ nghỉ, những cái buổi lễ như là at Christmas, at Easter. Và mình còn sử dụng cho những cái cụm từ chỉ khoảng thời gian như là at the same time, at that time, or at the moment. Tiếp theo là on. On thì nhớ cho hay là sẽ sử dụng cho những cái ngày trong tuần. Monday, Friday, Tuesday, Wednesday. Những cái ngày tháng trong năm như là on 15th April. Một ngày trong kỳ nghỉ như là on Christmas Day. Hồi nãy mình nói là Christmas thì mình dùng at. Nhưng ở đây là có day là một ngày nghỉ Giáng sinh. Cho nên mình sẽ dùng là day. Rồi, eve. Eve có nghĩa là ngày trước một buổi lễ. Thì bản chất nó vẫn là một ngày. Cho nên ở đây mình cũng sẽ dùng on luôn. Và một cái buổi trong ngày là on Friday morning, on a cold evening. Tiếp theo là in. In được dùng để chỉ tháng như là in May, năm, in 2023, mùa, in summer, buổi, in the morning, thập kỷ, in the 1990s, hoặc là thế kỷ, in the 21st century. Tiếp theo mình sẽ ôn tập về hai giới từ thời gian mà mình đã học trong unit này. Đó là until và from to. Rồi, from to mình được dùng để chỉ thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc. Nhớ ha, là mình dùng from to có nghĩa là nó có cả thời điểm bắt đầu và cả thời điểm kết thúc luôn. Như là from Monday to Friday thì thời điểm bắt đầu là Monday, thời điểm kết thúc là Friday. From 8 a.m. to or till 5 p.m. thì thời điểm bắt đầu là 8 giờ sáng và thời điểm kết thúc là 5 giờ chiều. Và until, until thì mình được dùng để chỉ thời điểm kết thúc thôi, có nghĩa là mình chỉ sử dụng cho thời điểm kết thúc. Ví dụ until 9 p.m. có nghĩa là đến 9 giờ tối là kết thúc. Until Thursday có nghĩa là tới thứ năm là kết thúc. Rồi, các bạn lưu ý ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đến Unit 2. Unit 2, Life in the Country, đời sống ở đồng quê. Rồi, trong bài này thì các bạn cần ôn tập về những cái từ vựng nói về cuộc sống ở nông thôn và cuộc sống ở thành thị. Thì mình có những cái từ vựng như là entertainment, nature, noise and peace, fresh and vehicle, hometown, folk, tug of war, jump rope, pig and spinning tops, herd. Okay, this one. Christmas celebration takes place on 24th December. Thì ở đây mình sẽ có từ take place, có nghĩa là diễn ra ha. Những cái việc tổ chức Giáng sinh thì diễn ra vào ngày 24 tháng 12. Mình có People's Committee, New Year's Eve. Mình có từ Eve ha, Eve. Okay. New Year's Eve, Christmas Eve. Và Candid. Rồi, đó là những cái từ vựng của Unit 2 ha. Các bạn nhớ ôn bài. Rồi, tiếp theo mình sẽ ôn tập về quantifier with countable and uncountable noun. Lượng từ với danh từ đếm được và không đếm được ha. Rồi, thì water. Water là danh từ không đếm được, uncountable noun. Và apples. Apples là danh từ đếm được, countable noun. Rồi, mình sẽ có những cái lượng từ sau đây. Thứ nhất là lots of và a lot of, có nghĩa là nhiều. Ha. Are too many và is too much, có nghĩa là quá nhiều. Và
Và lưu ý cho thầy là are too many nó sẽ đi với danh từ countable, danh từ đếm được. Is too much thì nó sẽ đi với danh từ uncountable, danh từ không đếm được. Not enough là không đủ. Rồi, lưu ý cho thầy ha, là lots of và a lot of nè, với lại enough nè, nó sẽ đi với cả hai loại danh từ luôn, là cả danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Lưu ý cho thầy ha. Rồi, và lưu ý luôn là too many, too much và not enough nó mang nghĩa phủ định. Nhớ cái này cho thầy ha. Tiếp theo là mình ôn về những cái động từ để chỉ sở thích. Nó sẽ có thể cộng với to verb không, to verb nguyên mẫu ha. Thì mình sẽ có những cái động từ love, prefer hoặc là like. Thì sau những cái động từ này là mình có thể dùng to verb nguyên mẫu. I love to play four games. She prefers to play spinning tops. They don't like to go to the park. Rồi, những cái động từ với to infinitive này thì mình sẽ diễn tả những cái activities people like or prefer to do. Những cái hoạt động mà người ta thích hay là thích làm hơn. Tiếp theo là adverbs of frequency, trạng từ tần suất ha. Thì mình sẽ có mức độ của những cái trạng từ tần suất này. Đầu tiên, 0% là never, có nghĩa là không bao giờ làm luôn. Tiếp theo, hiếm khi là rarely. Sometimes, đôi khi, thỉnh thoảng. Often và usually thì hai từ này mình đều có nghĩa là thường xuyên hết. Nhưng usually nó sẽ nhiều hơn là often. Và cuối cùng, 100% sẽ là always, luôn luôn. Rồi, we can use adverbs of frequency to say how often things happen. Mình sẽ dùng những cái trạng từ tần suất hoặc trạng từ chỉ sự thường xuyên này để nói cái việc mình thường xuyên làm. Rồi, ví dụ như she usually plays tug of war with her cousins. We always play sport at the park. Rồi, các bạn lưu ý ha. Rồi, tiếp theo là mình sẽ ôn tập một số những cái dạng chuyển đổi câu mà các bạn có thể gặp được ở trong cái bài kiểm tra. Đầu tiên là từ because các bạn chuyển thành so hoặc là that's why. Ví dụ như sau, ví dụ mình sẽ có là because my mother doesn't like going out, she stays at home all day. Bởi vì mẹ của tôi không có thích đi ra ngoài cho nên mẹ của tôi ở nhà nguyên một ngày. Đó. Bởi vì thì mình sẽ chuyển thành là so hoặc là that's why. Vì vậy thì mình sẽ chuyển là my mother doesn't like to go out. So or that's why she stays at home all day. Rồi, mẹ tôi không có thích đi ra ngoài. Vì vậy mẹ thường hay ở nhà nguyên một ngày. Rồi, đây là dạng đầu tiên. Dạng số 2 là một dạng khá là đơn giản, là like, love, enjoy. Mình sẽ chuyển thành là be interested in, be fond of, or be keen on. For example, I like reading books. Thì mình sẽ chuyển thành công thức tùy theo đề yêu cầu mình làm gì ha. Đầu tiên, I am interested in reading books. I am fond of reading books. Và I am keen on reading books. Mình chỉ cần đổi từ like thành từ be interested in, be fond of và be keen on thôi. Dạng thứ ba là mình có enough. Thì enough mình sẽ chia làm 3 trường hợp. Thứ nhất là mình have enough cộng với danh từ, sau đó cộng với to verb không. Nếu như là phủ định thì mình sẽ dùng don't have hoặc là doesn't have. Hoặc là didn't have nếu như nó là quá khứ ha. Rồi, dạng thứ hai là be not cộng với tính từ cộng với enough, sau đó cộng với to verb không. Rồi, thì ở đây be có thể sử dụng phủ định là isn't, am not hoặc là aren't. Nếu như quá khứ thì là wasn't hoặc là weren't.
Rồi. Và tiếp theo là một cái động từ. Sau đó cộng với adverb, một trạng từ. Sau đó cộng enough. Sau đó cộng với to, verb không. To động từ nguyên mẫu. Rồi, thì ở đây verb có thể phủ định được. Nếu như verb phủ định thì mình sẽ dùng don't, doesn't hoặc là didn't nếu như nó là thì quá khứ. Rồi, thì điểm chung của những cái cấu trúc enough này đều nó là đều kết thúc bằng to, verb không hết. Thì mình sẽ có một số ví dụ như sau ha. I don't have time, so I can't finish the homework. Tôi không có thời gian cho nên tôi không hoàn thành cái bài tập được. Vậy thì mình sẽ chuyển thành là I don't have enough time to finish the homework. Ví dụ số 2. She can't reach the top shelf because she isn't tall. Cô ấy không có với tới được cái cột ở trên đầu bởi vì cô ấy không có cao. Vậy thì sẽ là she isn't tall enough to reach the top shelf. Và ví dụ số 3. Lan can't win the cycling race because she cycles slowly. Thì mình sẽ chuyển thành là she doesn't cycle fast enough to win the cycling race. Ở đây fast là trạng từ ha, nó ứng với cái công thức số 3 ở trên đây. Rồi, và cuối cùng là cấu trúc like, better than, mình sẽ chuyển thành prefer và to. Ví dụ, Hải likes reading books better than playing games. Thì mình sẽ chuyển thành là Hải prefers reading books to playing games. Nhớ cho thầy là nếu như ở trên đây likes nó có S, thì ở dưới đây prefer cũng phải có S cho thầy thành prefers ha. Rồi, bây giờ các bạn áp dụng 4 cái dạng mà hồi nãy thầy mới giảng để các bạn làm thử 5 câu này cho thầy ha. Các bạn có thể dừng video một chút xíu để các bạn bắt đầu làm. Sau đó, thầy sẽ cho đáp án ha. Rồi, câu số 1. Mình sẽ có 2 cái. Nếu như ai đứng đầu có nghĩa là because sẽ đứng ở giữa câu. Còn nếu như because đứng đầu thì nó sẽ đứng ở đầu. Ví dụ, number 1. Là I am always tired and sleepy because I don't like jogging. Và because I don't like jogging, I am always tired and sleepy. Các bạn lưu ý nếu như because đứng ở giữa câu thì nó sẽ không có dấu phẩy. Nhưng nếu because đứng ở đầu câu thì giữa hai câu phải có dấu phẩy cho thầy. Number 2. She isn't hardworking enough to get good mark. Câu số 3. Lung isn't tall enough to fit in this pen. Rồi câu số 3 nè. Lung không thể mặc vừa cái quần này bởi vì anh ta quá là thấp. Vậy thì có nghĩa là Lung không đủ cao để có thể mặc vừa cái quần này. Cho nên ở đây là he is short. Các bạn chuyển thành là Lung isn't tall enough. Câu số 4, Hà and Nam aren't keen on fishing. Hà and Nam là hai người, là số nhiều, cho nên ở đây mình dùng are. Và ở trên đây là don't là phủ định, cho nên ở đây sẽ là aren't ha. Và cuối cùng là Yến prefers baking cake to playing board games. Đó, Yến ở đây likes có S nè, thì prefers cũng phải có S cho Hà luôn. Rồi, đó là những kiến thức mà mình cần ôn để chuẩn bị cho các bạn ôn thi giữa kỳ ha. Okay, good luck for your exam. And...